trân trọng quý vị chúng ta được gặp nhau. Hôm nay thì mình có đến cái gian hàng của BST, có nghĩa là Bích Hạnh Stationery. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái mô hình vì sau này ở Việt Nam chúng ta sẽ chuyển đổi bằng điện lưới ngầm hết tất cả những hệ thống trung thế, là chúng ta sẽ chuyển âm ngầm ở dưới lòng đất để có vấn đề về thẩm mỹ quan của phương tiện. Thì thưa quý vị, đây là một cái trạm máy biến áp. Các bạn sẽ thấy thông thường thì ở thành phố Hồ Chí Minh và ở một số thành phố lớn thì người ta bắt đầu âm ngầm cái hệ thống ngầm trung thế, và thực tế chúng ta sẽ phân phối ra những cái nơi khác. Thì các bạn sẽ thấy là cái thương hiệu này đó, thì quý vị sẽ thấy là nó đầy ở ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh này rất là nhiều. Đây là Bích Hạnh Biến, Bích Hạnh Stationery. Thì đây là cái trạm biến áp mà các bạn sẽ nhìn thấy ngoài trời. Thì ở dưới này thì nó có cái tủ cắt trung thế, ở đây là tủ đơn thôi, chưa có cái nhận cắt rơ mu. Như vậy tủ rơ mu là gì? Thì các bạn sẽ đi qua cây thứ hai, đó là tách cái tủ rơ mu ra, tích hợp tủ rơ mu. Thì cái tủ rơ mu này á, thật sự ra rơ mu đó nó chỉ là một cái ICP để nó cắt, một cái máy cắt trung thế để nó cắt cái nguồn lưới thôi. Có thể là tác động bằng tay hoặc tác động bằng điện. Thì ở trong này thì nó sẽ tích hợp ở đây. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ cái tủ rơ mu này thì nó sẽ tiện hơn, nó tiết kiệm được cái không gian hơn, thay vì nó gắn trong một tủ rất là to. Đây là dạng cây cột, vừa là trạm biến áp ở trên cấp ngầm xuống, tự động lưới trung thế, từ lưới trung thế là qua rơ mu bắt đầu đi qua biến áp, từ biến áp mới đi ra NFP. Thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái tủ NFP nó như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây là nó có một cái tủ Mentor Switch. Bạn thấy là đây là PHP này, Canary này, Mentor Switch. Mentor là có nghĩa là tủ điện tổng, tủ phân phối tổng, đúng không? Thì ở trên này là các bạn đang thấy cái tủ này là bộ hòa độc bộ giữa hai nguồn lưới dự phòng. Đây là bộ điều khiển của bộ hòa độc bộ. Thì cái nguyên tắc mà để một hòa độc bộ đó, nó phải cùng tần số là bao nhiêu để nó tự động nó đóng nguồn lưới của hòa độc bộ giữa các nguồn lưới với nhau. Thì thưa các bạn, cái này thì sẽ được tìm hiểu sâu về chuyên môn và lý thuyết, tôi sẽ nói rất là rõ về cái vấn đề là điều kiện nào để hòa được độc bộ. Thì cái này là nó ở một cái cạnh khác, thì các bạn sẽ đón nhận những video sau. Thì quý vị sẽ nhìn thấy tủ hòa độc bộ ở đây này, nó có info bạo một con này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái tủ này rất là chắc chắn, các bạn thấy là bằng kính cường lực, đúng không, rất là đẹp. Đây là một cái ICP, đầu vào của nó là cái ICP 2003, thì những linh kiện này của Snyder, và ở dưới này là đầu ra của nó. Thì cái điều kiện này thì xin thưa quý vị, để tôi sẽ xem lại cái điều kiện để qua đồng bộ này thì nó phải có tiêu chuẩn và điều kiện tần số và điện áp nó như thế nào thì được cho phép để qua đồng bộ. Các bạn có thể tham quan, tại vì BHT là một cái trục đặt tiêu chuẩn ISO, cho nên nó rất đẹp và cho nên là ở một tầm cao mới đắt tiền. Thì các bạn có nhìn thấy đây là cái tủ thông thế dùng để đo đếm điện năng. Dù nó tích hợp là các bạn sẽ thấy nhiều cáo bạo phía bên trong này. Thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái thanh bếp ba. Đây là nó đo đếm trung thế nha. Nó đo biến áp, đo dòng, là nó để đo điện năng ở trung thế. Thì cái tủ này các bạn sẽ thấy là rất là cứng cáp, để tên nó làm như vậy. Thì các bạn xem qua đây nè. Thì những cái tủ này nó sẽ đi những cái phụ kiện nào để móc theo. Đó là các bạn, thưa các bạn, là nó có những xúc bọc giá đỡ phụ kiện mà để các bạn thi công được, kéo dây cấp điện. Hay là các bạn sẽ thấy rằng là ở đây là có những cái thanh sứ cái này, những cái thanh sứ này, những cái giá đỡ thanh sứ này, cùng keo này, họ thấy không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đây là cái những xúc bọc để hỗ trợ cho bạn cụ thể. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy ở tham quan đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái tủ này nè. Trước khi qua cái tủ này thì các bạn sẽ thấy cái này là cái gì? Đây là những phụ kiện của Trinh Kinh. Trinh Kinh nó là gì? Trinh Kinh nó chính là cái máy điện. Thì cái máy điện ở đây thì các bạn sẽ thấy là đây là những con trong kinh để chúng ta tải dây điện đây này, hay là chúng ta kéo dây điện nặng này. Thì các bạn sẽ thấy là đây là header, là cái thang cáp. Mà hôm trước tôi đã nói là khi nào các bạn dùng cái thang cáp, khi nào các bạn dùng cấp của tray, hay là các bạn dùng trong kinh, nó sẽ có tiêu chuẩn cái đó. Thì cái vấn
đề là cái nội hàm của vấn đề khi dùng cái này thì hôm sau tôi sẽ nói rất là rõ điều kiện để chúng ta chọn tracking, là khi nào chúng ta được phép đi tracking, khi nào yêu cầu thiết kế chúng ta phải chọn ladder, khi nào chúng ta phải dùng cấp của tray. Cấp của tray nó sẽ khác với tracking chỗ nào, đó là nó có lỗ để gia nhiệt. Theo tiêu chuẩn EC nó sẽ nói rất rõ về vấn đề này, để cái link sau tôi sẽ nói. Để các bạn sẽ nhìn thấy tham khảo đây là những cái hệ thống support dùng để giá đỡ cho những cái đoạn cáp thi công trong tòa nhà hay là nhà xưởng. Đây, đây là bàn chân kỳ, được máng này được sơn mở tinh điện. Rồi các bạn xem qua đây ha, cái tủ này là cái tủ được thích hợp ở điều khiển turbo. Em vì các bạn thấy là ngăn này là ngăn điều khiển turbo nè, đúng không? Hôm trước là tôi đã giới thiệu các bạn để xét cái chương trình điều khiển turbo rồi, đúng không nào? Tôi đang nãy tôi mới vừa chuyển qua cái chương trình là manual. Thì ở đây các bạn sẽ xét cái manual là theo thông số mode này thôi. Thứ nhất là các bạn quan tâm đến vấn đề gì, cái thông số nào? Thông số thứ nhất là cái coffee. Hiện giờ alarm nó đang báo lỗi là tại vì điện áp không đủ mà không có tải nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là những thông số hôm trước là các bạn quan tâm. Thứ nhất đó là các bạn quan tâm đến cái đầu tiên, đó là hệ số coffee là bao nhiêu, đúng không? Thì các bạn sẽ điều chỉnh cái hệ số coffee này lên xuống 0.792 là 0.795, thì cái hôm trước tôi đã điều chỉnh rồi. Thì bây giờ thì điện lực họ yêu cầu là cái hệ số coffee này thì phải đạt là 0.9 chứ không còn phải là 0.85 nữa, 0.6 nữa. Các bạn sẽ thấy là tôi thay đổi được cái trạng thái của nó nè, đúng không nào? Và chúng ta xét cái hệ số CK. Cái hệ số CK là cái thời gian để mà chuyển cấp, và cái deposit time là nghĩa là cái này là cái gì? Đây là cái thời gian để đóng lạnh cấp tụ, đúng không? Còn này là tới ngay chỗ này là cái gì bạn? Cái step có nghĩa là cấp suất cấp tụ điều khiển để đóng. Và nguyên lý bù tôi đã giảng quý vị rồi, có nghĩa là cái công thức để tính á là y á, xin lỗi, quy bù á là bằng 40% nhân s, thì cái nghĩa là cái cấp tụ này nó sẽ hiểu và nó bù ở trong một cái vòng tròn là 120 độ, thì nó được lập trình bằng y xử lý này thuộc về những phạm trù của người khác để làm, nên tôi không hiểu là nó lập trình như thế nào, thì tôi sẽ biết ứng dụng con này để đóng để nó giảm được sóng hài. Sóng hài chính là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến là nó làm giảm hệ số copy xuống, nó làm sinh ra phá lưới điện, mà điện lực hay thẳng chúng ta là hệ số công suất cộng đồng. Đây là một nguyên tụ rất đẹp, đó nào. Đây là các bạn sẽ thấy ở trong tổng này thì nó có các cái bóng bạn cấp cột nè, đúng không? Các bạn sẽ thấy là cấp cột này nó được điều khiển bởi một cái khởi động từ này, cấp cột này. Thực qua đó thì tôi cho các bạn đó là cái cách mà cái khởi động từ bằng cái khởi động từ chuyên dụng về cho turbo thì nó có những điểm trở phụ. Nguyên tắc của nó là đóng cái điểm chính trước rồi nó sẽ đóng cái điểm phụ sau, rồi sau đó là nó nhả cái điểm phụ trước để nó đóng cái điểm chính sau, thì cái nguyên tắc đó để nó chuyển cái dòng qua. Còn thứ hai nữa là nếu như các bạn sẽ chọn được đó thì các bạn chọn cái khởi thông thường á, là cái computer này, tiếng Anh nó là computer, tiếng Việt nó là khởi động từ, thì cái này sẽ lớn hơn. Và nếu chúng ta có những con điện trở phụ thì nó sẽ làm cho chúng ta bền hơn như thế này. Thì các bạn chỉ nhìn vô một cấp độ tủ thì các bạn chỉ nhìn thấy là cấp ở đây người ta dùng 5 cấp. Cấp thứ 6 người ta để than hoặc là ở số 0 thì người ta khóa là cái chuyện cuối cùng này. Thì các bạn nhân dịp tôi giới thiệu về cái tủ VHT thì các bạn sẽ thấy rằng là cái bộ điều khiển tủ này nè, là các bạn không nên bù nền nha. Tôi nhắc lại là các bạn không nên bù nền, tại vì bù nền á thì nó sẽ làm chích cho con tự đó. Và hôm nay bộ điều khiển nó thông minh là tôi sẽ nói với các bạn là các bạn xét nó sẽ chạy vòng tròn, có nghĩa là nếu như cấp một đầu tự các bạn xả tải ở mức độ 1, cấp độ 1, step 1 đóng, con 2 đóng, con 3 đóng, con 4 đóng, nếu như phụ tải giảm thì nó sẽ nhả con 1 ra, nếu như phụ tải tăng nó sẽ đóng con thứ 5, và sau đó nó sẽ nhả con thứ 2 và nhả con thứ 3, nó nhả con thứ 4 và nhả con thứ 5 cuối cùng khi không có máy làm việc. Cho nên các bạn không nên bù nền nữa, hãy thay đổi về tư duy đi. Ok, tôi không nói nữa vì cái này tôi làm ít nhất là 7 clip về cái capacitor này nha. Còn ở bên này thì các bạn sẽ thấy là cái ITS, phần này là phần lưới men, là lưới điện general. Thì các bạn sẽ thấy là nó điều khiển bởi một trong hai chương trình này, được điều khiển đọc bởi những thông số nào, đó là nhận được tín hiệu của bộ điều khiển ITS. Nó nhận được, ví dụ như kể cả là ở trong ITS này nó sẽ nhận được các bạn, đó là khi có điện áp cắt áp hoặc
qua gan đầu và nó đề máy phát nổ. Sau khi ở men được khắc phục sự cố về mất điện, mất pha thì lập tức nó sẽ đóng về men và tự động nó sẽ tắt máy nổ này. Thì các bạn chỉ nhìn thấy ở trên một tủ MMP điều gì quan trọng? Chưa hẳn lúc nào ICP này cũng tác động bảo vệ ngắn mạch được, thì nó có những cái bộ bảo vệ như sau. Đó là các bạn sẽ đang ở đây, là các bạn sẽ có cái thiết bị mà thông thường được ký hiệu trên bản vẽ, đó là OSXE, chính là Overcurrent Tailor Le bảo vệ quá dòng. Con này có nhiệm vụ nó sẽ đi kèm với các bộ BCT để nó đọc thông số rất là chuẩn. Còn nếu như các bạn không đọc BCT thì các bạn đọc MCT thì cái thông số nó không hiểu. Hôm trước tôi đã phân tích BCT dùng để biến dòng để bảo vệ nó khác với MCT ở ngay chỗ nào. Và bộ này nó sẽ kết hợp với bộ ZCT cũng được, là Zero Current Transformer. Còn BCT là Protecting Current Transformer, thì nó sẽ kết hợp với thằng này để đọc, để tác động vào con strip hay là motorize của ICP. Nó làm đóng hệ thống lại, không cho hệ thống hoạt động để bảo vệ được hệ thống điện. Thứ hai, đó là các bạn sẽ thấy là S-Town Delay là con bảo vệ chống dòng rò, bảo vệ chống chạm đất. Khi có sự cố chạm đất xảy ra thì bộ này tác động vào con chip hay là motorize của ICP. Nếu CP á thì nó tác động vào chip, còn ICP thì nó sẽ tác động vào motorize buộc phải mất điện. Đây là hệ thống nguyên dân. Vì hôm trước tôi đã nói với quý vị và các bạn đó là gì, đó là khi nào 100,000 sắp ra tôi sẽ chứng minh cho các bạn đó là ngắn mạch 3 pha. Mà tại sao CP không đứt, các bạn điển hình thấy những vụ cháy dây điện ở ngoài trụ điện của điện lực đó, thì lúc đó ICP đâu tác động rồi, cháy xong rồi, đã đời rồi thì nó mới tác động. Như vậy tại sao không tác động được? Đó là cái nhược điểm của CP nó như thế nào. Đây các bạn sẽ tham khảo. Còn đây là đồng hồ đo đa năng ha, đồng hồ đo đa năng. Các bạn có thể tham khảo những cái tủ Manpower Switch này. Khi các bạn hiểu được trong ba ngăn này của một hệ thống tủ trong tòa nhà thì các bạn sẽ tự tin vào kiến thức đó. Các bạn tự tin làm việc, không có cái gì nó gọi là ghê gớm hết khi các bạn hiểu hết hệ thống này. Đây là chuyên đề về MFP. Thì các bạn sẽ thấy là ba cái ngăn này nó được tích hợp bởi vô một cái ngăn hệ tủ, là tủ bộ, ITS,